Cuộc chiến không giới tuyến, cứu bố thoát khỏi tay Đoàn, Hòa Bàn qua đời. Con ơi, tỉnh lại đi con ơi! Lão Hề hét lên, tay run run ôm lấy Hòa Bàn. Em ơi! Đoàn rung lên bần bật, hắn thả con dao, giơ tay lên, không tin vào mắt mình nữa. Mày đã giết con tao rồi! Lão Hề gầm lên. Không, không, anh sẽ đưa em đến bệnh viện ngay. Mày cút đi, thằng giết người! Lão Hề ôm Hoa Ban chạy ra xe, Đoàn lật đật chạy theo sau. Vậy là Đoàn không ngờ rằng chính mình đã tự tay giết chết người vợ mà mình yêu thương. Sau khi dở ván bài ngửa, tuyên bố sẽ tự mình làm, không cần núp bóng bố vợ nữa, Đoàn đang tìm mọi cách để có thể chiếm lấy khối tài sản của Lão Hề làm vốn kinh doanh. Hắn đã bước đến nhà Lão Hề. Mày đến đây làm gì? Lão Hề lên tiếng. Tôi đến để hỏi bố chuyện hôm trước tôi nói, bố tính thế nào rồi? Đoàn cười. Chuyện gì tao không biết. Chuyện tôi đề nghị bố chuyển đường làm ăn cho tôi tiếp quản, lợi nhuận chia đôi. Mày nghĩ là tao sẽ đồng ý cho mày sao? Đừng hỏng. Lão Hề trợn mắt lên. Thế chẳng nhẽ bố không lo cho tương lai của con gái rồi cháu của bố à? Rồi mai đây bố chẳng còn ai nữa thì ai sẽ lo đây? Đoàn nhếch mép cười. Đoàn hắn đưa ra một tờ giấy đặt trước mặt Lão Hề. Con đã soạn sẵn rồi, bố xem qua. Lão Hề cầm tờ giấy lên, giấy ủy quyền thừa kế tài sản. Mày dám ép tao đưa hết tài sản cho mày à? Thì chả thế, bố già rồi, để tôi làm sẽ hiệu quả hơn. Tôi sẽ cung phụng bố cũng như lo lắng cho con gái của bố suốt cả đời. Mày đừng hòng. Lão Hề xé tờ giấy, ném xuống đất rồi quay người bước vào phòng. Đoàn thức tối, nghiến răng kèn kẹt. Đoàn hắn rút con dao ra rồi lao tới, đâm vào lưng Lão Hề. Nhưng Hoa Ban từ đâu đã xuất hiện, khi thấy vậy vội vàng lao tới rồi ôm chầm lấy bố. Đoàn run lên, mũi dao đã trúng vào Hoa Ban. Sao lại thế này, Hoa Ban? Hoa Ban đổ gục xuống, mồm ứa máu ra. Em xin anh, hãy tha cho bố. Không, con ơi, sao lại thế này? Lão Hề chạy lại xô Đoàn ra rồi ôm lấy Hoa Ban vào lòng. Mày đã xích con gái tao rồi. Thì xuống đâu, đưa xe lên đây. Lão Hề ôm Hoa Ban chạy ra xe đưa đến bệnh viện. Đoàn ngồi thượt xuống, không ngờ rằng chỉ vì muốn cướp gia sản của Lão Hề mà hắn đã ra tay lại khiến cho vợ mình nguy kịch như vậy. Đoàn thất thần run lên từng cơn rồi lật đật chạy ra xe đuổi theo Hoa Ban. Liệu rằng Hoa Ban có thể qua được cơn nguy kịch và rồi Đoàn có thể tỉnh ngộ mà quay đầu làm người lương thiện.